ông ơi, đừng có cầm cái đầu như thế, cầm cái màu vào. Để lên đây thôi. Ông Long ơi, ông cầm cái đầu ông đi cái lưỡi thè lè ra như con cóc ấy, ngậm mồm vào. Nhá. Khánh lâu nay ông múa ra múa rèn thể lực đi, Tiến Khánh đi. Tiến. Tiến nha, có bạn Ngân đang hỏi này. Vào lân đi cho đuôi nó quen. Đôi tiếp theo múa cả nhà nha, tập tiếp nha. Đang tập để chuẩn bị cho mùa Tết cả nhà. Chuẩn bị đến Tết. Vào đây. Bắt đầu. We'll be right back.
này múa đẹp quá. Thank you.
con rời nó. Nào, vào lấy thảm ra em ơi. Lấy thảm. Gì? Bảo anh em vào lấy thảm. Đội võ vào lấy thảm đi. Cảm ơn cả nhà nhá.